Xin chào các bạn, đến với kênh mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách đi cắt và gấp quả ớt nhé. Cắt quả ớt này, ớt cay đấy các bạn nhé. Có ướt xanh. Cái cuống quấn vẫn có cái lá ôm lên cái quả ớt. Thank you.
dưa của mình đây để sau này. Xin chào tạm biệt các bạn nhé. Đây là quả ớt.